Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người một cái dự án khá tiềm năng, đó là nhận 100 triệu của đồng token Goldpix tương đương với 30 đô la nhé. Thì hiện nay cái dự án này nó đang diễn ra song song cả pre-sale và claim 200 triệu cái đồng token Goldpix này. Thì dự án này sau này nó sẽ được list ở trên sàn MEXC, Hotbit và một số sàn khác nhé. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách airdrop để nhận 100 triệu cái đồng token Goldpix này. Và mình cũng sẽ có một cái video để hướng dẫn mọi người claim 200 triệu cái đồng token Goldpix này nhé. Rồi ok, thì để tham gia vào dự án này, mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó chọn Start này. Rồi, chọn Join Airdrop. Join vào Telegram. Ok, quay trở lại. Giao tiếp vào kênh channel. Rồi sau đó quay trở lại này. Mọi người follow Twitter, like, retweet bài đăng. Bấm chọn theo dõi. Rồi quay trở lại này. Tiếp tục ra vào kênh liên kết này. Sau đó thì mọi người sẽ retweet lại bài đăng trong kênh liên kết này. Rồi ở đây mọi người tìm đến bài đăng của nó nhé. Rồi, ok, like và retweet. Sau đó quay trở về bot. Bấm chọn regist này. Rồi, xác minh hình ảnh captcha. Rồi, gửi địa chỉ email. Tiếp tục gửi địa chỉ ví BEP20. Rồi, sau đó thì mọi người gửi profiling Twitter này. Rồi, sau đó gửi cái đường link retweet bài đăng, quay trở lại Twitter cho mình. Chọn vào avatar, chọn hồ sơ, chọn tweet trả lời. Rồi, tìm đến. À, hình như mình chưa retweet cái bài đăng của nó. Đúng rồi, mình chưa retweet này. Rồi, ở đây mọi người retweet lại cái bài đăng của nó nhé. Chọn tweet lại này. Rồi, sau đó bấm vào tweet bạn đã được gửi đi này. Ở đây mọi người copy đường link retweet. Rồi, quay trở về bot. Mọi người dán cái đường link nó vào đây. Rồi chọn I have a join. Và mọi người sẽ join vào kênh promoter này nhé. Ok, quay trở về I have a join. Tiếp tục một lần nữa. Chọn don. Và sau đó chọn main menu này. Chọn information. Và dự án này nó sẽ phân phối trong vòng 2 tuần sau khi nó kết thúc cái chương trình airdrop này. Ok mọi người, như vậy mình đang dẫn sóc mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.